Tân Ninh TV Audio kính chào quý vị. Thú vị thông tin mới nhất chúng tôi vừa cập nhật. Ủy ban dân huyện Tây Châu vừa cập nhật đánh giá cấp độ nguy cơ dịch bệnh COVID-19 tính đến 16 giờ ngày 3 tháng 10 năm 2021. Cụ thể như sau: cấp độ nguy cơ theo ấp, dùng đỏ, 1 ấp, ấp Đồng Càng 2, xã Tân Thành, tăng 1 ấp so với tuần trước. Dùng cam, 1 ấp, ấp Hội Thành, xã Tân Hội, tăng 1 ấp so với tuần trước. Dùng vàng, 2 ấp, ấp Đông Thành, xã Tân Đông và ấp Châm, xã Suối Dây, giảm một ấp so với tuần trước. Trước đó, ngày 26 tháng 9, ấp Thạnh Nghĩa, xã Thạnh Đông được đánh giá là dùng vàng. Theo đánh giá, ngày 3 tháng 10 đã chuyển sang dùng xanh. ấp xanh 72 ấp còn lại giảm một ấp so với tuần trước đó. Cấp độ nguy cơ theo xã 12 xã thị trấn dùng xanh. Cấp độ nguy cơ theo huyện dùng xanh. Đề nghị người dân thực hiện nghiêm chỉ thị 16 áp dụng đối với khu vực dùng đỏ, dùng cam, chỉ thị 15 áp dụng với khu vực dùng xanh, dùng vàng và thông điệp 5T chống dịch trong giai đoạn mới của Bộ Y tế. Bản đồ phân dụng nguy cơ dịch COVID-19 được cập nhật trên fanpage truyền hình Tây Ninh và Pinterest tại địa chỉ www.pinterest.com xuyệt Tây Ninh TV xuyệt Tây Ninh Phân dụng Cấp độ Nguy cơ. Chân thành cảm ơn quý thính giả đã quan tâm lắng nghe thông tin. Hãy quét mã QR góc dưới màn hình khi xem kênh truyền hình Tây Ninh, TTV11 hoặc truy cập địa chỉ www.ttv11.com.vn để nhận thông tin nhanh chóng chính xác về tình hình dịch bệnh quý vị cũng đừng quên đăng ký kênh tây ninh tv audio để tiếp tục cập nhật những thông tin mới nhất thân mến cho tạm biệt